mặc, không thích đua đòi quần áo mô đen. Nón lá đội nghiêng bao ngày em vẫn đội, hầu giang ơi em vẫn đợi người về, hầu giang ơi em vẫn đợi người về. Trời ơi, làm gì tự nhiên sao run dữ vậy nè? Cái anh này tự nhiên nhìn em cười à, mắc cỡ mắc chết à. Hello, ai gọi lần đó? Má hả? Trời ơi, con đã nói với má bao nhiêu lần rồi, buổi sáng đừng gọi cho con bận lắm mà. Hả? Về lấy chồng hả? Lấy chồng Đài Loan? Trời thôi má ơi, lấy chồng Đài Loan giờ xưa lắm rồi. Mấy ông chồng Đài Loan giờ sức họng gãy gọng không à. Hả? Đổi lại lấy chồng Hàn Quốc hả? Trời ơi, không được đâu má ơi, lấy chồng Hàn Quốc còn quá cha nữa má. Mấy ông cha Hàn Quốc hả? Qua đây toàn là nông thôn, qua đây cứ vợ không à. Nó lấy con đâu phải làm vợ đâu má. Làm gì hả? Thì làm con trâu cày ruộng như nó đi làm gì. Thôi, con lấy chồng Hàn Quốc đâu. Trời ơi, anh này hả? Anh này nhìn em cười thấy ghét ghê vậy đó. Nhưng mà em nói thiệt nha, em thích anh này hơn nè, đẹp trai. Dạ, ủa không có, con đang nói chuyện với khách. Dạ, nhưng mà con đã nói với má rồi, con lấy chồng á là con nhất định con không có lấy Hàn Quốc đâu nghe. Con lấy chồng á hả, con chỉ lấy mấy anh Việt Nam thôi hò. Anh này cũng được đâu, có chị này ngồi bên cạnh rồi. Trời ơi, má đừng có lo, cái chỗ con bán nước nè, con nói thiệt với má nha, toàn là người giàu không à. Sao giàu hả? Thì trúng đất đó. Trời ơi, má không biết hết chứ. Hồi xưa ở đây đất ruộng nha, cái sau này cái người ta mua đất để ta xây nhà đó. Bởi vậy dân làng này tao nói tỷ phú hết trơn à má. Má đừng lo, trước sau gì con cũng sẽ dẫn về cho má một chàng rể tỷ phú cho má coi. Tao nói hả, dân làng này hả, tao nói kiếm một người nghèo nó khó ơi là khó luôn vậy đó má biết không. Trời ơi, nó khó lắm gì đó. Má chờ một chút để cho xử thằng này cái nha má. Phải công nhận đó nha. Tao nói cái làng này hả, người nào cũng giàu có hết trơn à. Chỉ còn có sót lại một tên thái giám cuối cùng của dòng họ Mạc mà thôi à. Ủa, cô nói ai vậy cô Lành? Thì nói anh chứ nói ai. Ê, tôi họ Trần không phải họ Mạc à. Mạc đây là nghèo Mạc nó biết không. Trời ơi, người làng này ai cũng trúng đất dạo trường á. Còn sót lại con mình anh nghèo hoài à. Nghèo mấy mắc cỡ luôn à. Ha, nó ngộ ha. Sanh ra nghèo liền nha. Ủa nhưng mà nói con nghe, trời ơi đâu có gì đâu. Không có ai mà giàu ba họ, không ai khó ba đời hết trơn. Chứ anh khó mấy đời rồi. Để tôi nhớ coi, tới đời tôi là hết khó rồi. Tại vì á, đời ông nội của tôi á là đi cài mướn. Tới đời ba của tôi là đi gặt mướn tới tôi. Đâu cài đâu có gặt đâu. Không cài không gặt chứ làm gì? Đi chăn trâu. Trời ơi, đi chăn trâu vậy không thuộc về khó mà thuộc về khổ rồi đó. Cái gì? Ai nói cô chăn trâu khổ á? Cô nghe nói hả? Ta nói nè, ai báo chăn trâu là khổ, chăn trâu sương lắm chớ, ngồi mình trâu ta rờ đậu trâu, ta rờ mình trâu, ta rờ mông trâu, ta rờ chân trâu. Rồi ta vuốt con. Trời ơi, vuốt gì vậy? Vuốt gì vậy? Hả? Vuốt gì? Từ từ ta kiếm cái vuốt. Ta vuốt ra. Vuốt gì? Trời ơi, đừng có hối mà ngồi tôi vuốt tầm bậy tầm bạ cho giờ. Rồi ta vuốt ta vuốt đuôi trâu. Vậy đâu có khổ đâu, nói thiệt nha, tôi chăn trâu thiệt nhưng mà tôi chăn trâu trên đất của tôi à. Anh tên là Hai Đất hay là Hai Nổ mà xanh nổ quá vậy anh? Ủa nổ nào? Còn gì nữa, anh nói ông nội anh cày mướn, ba anh thì gặt mướn, vậy đất đâu anh có? Ờ quên kể, tại vì á, hồi trước á, ba tôi có đi cày mướn cho cái làng của ông Bá Hộ trên này nè. Ông cày giỏi lắm, ông gặt luôn gái ông Bá Hộ. Cho nên ông Bá Hộ ông sợ quá, ông cắt cho ông già tôi miếng đất, đuổi về đây lấy vợ, sanh con đẻ cái, đừng lên đó phá ông nữa. Cho nên khi sanh ra được cái là ông có đất và ông đặt tôi là Hai Đất. Bây giờ, ủa? Ủa nãy, ủa? Kiếm gì anh? Kiếm con trâu. Trâu?
Trời ơi, trâu thì ra ruộng kiếm. Ở đây quán nước ta tự nhiên vô đây kiếm trâu làm gì có trâu. Nãy tôi đang chăn nó khát nước, nó vô đây nó kêu nước nó uống à. Thôi anh ơi, ngày nào anh cũng tới anh phá đám tôi phiền quá, tôi mệt quá rồi đó, tôi có nói chuyện với anh ở đâu. Chuyện gì ta kiếm trâu mà. Ủa đó, hôm nay quán có mở nhạc nữa hả? Tôi Hưng Đông đi cài bừa, tía tôi Hưng Đông đi cài bừa. Ba tôi là một người nông dân, tía tôi là một người nông dân. Hên quá tôi không phải là nông dân. Nông dân sao mặc được vậy hả? Phải rồi, nông dân ai mặc vậy? Sao? Mấy khùng mới mặc vậy á. Mày nói ai khùng mày? Hôm nay ăn mặc kiểu gì á, tao nói thiệt á, mai à, đi vô trái quán à. Mày mà đứng ở ngoài chỗ cái ruộng tao nãy giờ là tao kiếm tao đập mày rồi đó. Sao mày? Tao tưởng mày là con két. Ô kìa, anh Barun. Ủa cô kêu ai vậy? Thì kêu anh đó đó. Thằng này nó tên ruộng. Hồi ruộng xưa mẹ nó ruộng nữa, còn mày đặt Barun rồi nữa. Hồi xưa nghèo tên ruộng mày. Bây giờ giàu rồi, đổi lại kêu cho có vẻ Tây Phương chút được không? Ủa Tây Phương là sao? Hồi xưa nghèo là ba ruộng, bây giờ giàu là ba ruộng. Trên vậy là Tây Phương đó hả? Chứ sao? Đó, thí dụ như cô Tư Lành này phải không? Đang nghèo khó phải không? Lấy tao đi, giàu xong tao đổi tên Tây luôn. Đổi tên Tây đổi sao? Tư Lành phải không? Đổi tên Tây nè. Ô kìa cô Tư Lành. Trời ơi, không ngờ tên em đổi tiếng Tây nghe dễ thương, dễ sợ luôn à. Dễ thương, ông nội tôi chứ dễ thương. Đổi cái tên này nghe kêu tên cũng muốn đắp mền liền à. Sao vậy? Trời ơi, Tư Lành thì nói Tư Lành đi mà đặt đổi tiếng Tây Tư Linh. Tôi nghe tưởng tủ lạnh nha. Tủ lạnh không đắp mền, lạnh thấy mụ nội luôn á. Mày đi chán tao với mày. Mày sao mày nghèo khó mày đi khác chơi mày. Mày để mấy người giàu người ta nói chuyện nha, đi khác chơi à. Cô Tư Lành. Bạn Rương. Ê, khoan. Gì vậy? Khoan nói nha. Trời ơi, dồn cái phát giác liền. Trời ơi, phải công nhận hai người này lấy nhau hợp nha. Trời ơi, cái này tủ lạnh này ruộng nè. Chứ sao? Trời ơi, lấy nhau là thành cái tủ lạnh để ngoài ruộng. Trời mưa núp vô thôi chứ đâu có điện đâu xài. Tao đá mày dính dách vợ mày. Trời ơi, để người ta làm ăn mà sao mày lên mày phá tao coi mày. Trời ơi, hồi xưa ngày nào cũng chạy qua nhà tôi ăn trực hết trơn. Từ hồi mới ba nó mới được người ta đặt cọc miếng đất thôi à. Giờ mày đặt làm phách. Trời ơi, nhiêu dữ vậy mày? Không nhiêu, vài chục tỷ chơi thôi à. Trời ơi, vài chục tỷ luôn hả? Trời ơi, anh đừng để ý đến đó. Ta đi ngồi với em đi anh, tụi em thấy giàu khác rồi hả? Trời, bây giờ anh muốn uống cái gì nè? Ở đây có gì ngon nè? Trời ơi, ở đây em có nhiều thứ lắm nha. Nước cam, nước chanh, nước ngọt, trà đá, cà phê. Anh muốn uống cái gì nè? Mấy người giàu có ta đâu uống mấy cái thứ đó đâu nè. Tao cảnh cáo mày nghe mày. Mày đừng có chọt chọt chứ nghe mày. Vậy chứ giàu có tao uống gì? Đây có nước gì có hộp không? Ê, ở đây người ta bán nước đàng hoàng chứ không có bán nước có hộp bậy bạ đâu nha. Không ai nói bậy bạ đâu. Không có bán nước hộp bậy bạ phải không? Vậy cho nó ly nước hộp đàng hoàng đi. Hộp đàng hoàng không gì mày? Hộp é. Trời ơi, tao tỷ phú uống hộp é mày. Trời ơi, bất ứng luôn. Nghe mấy người giàu tao uống nước nè. Tôi là nói. Ôi, cho ba ruông ly rượu đế đi. Tỷ phú mà sao uống rượu đế? Vậy chứ uống gì? Uống bia cho nó mắc. Mắc hả? Biết rồi, uống bia cho nó mát. Uống bia cho nó mát phải không? Đâu cần uống bia mới mát. Em đứng kế bên là anh mát rồi. Mày sao được? Có đủ mấy mát. Mày nghe mùi lông trâu không? Mày đứng đằng nữa con đá mày bây giờ coi mày. Trời ơi, ở đâu mát. Mày uống vô vài chai đi. Mày xỉn xong xuôi rồi nó lột mình banh xác luôn ở mát. Banh xác gì mày? Mày đặt chảnh. Banh xác gì? Mày đừng có nói bậy bạ nha. Mày đặt có nhiêu dữ vậy? Lắm mày chảnh.
gì? Ừ. Rồi này trúng gió nè. Ừ. Gì vậy? Mày bị gì vậy? Con rung. Rung mấy vào nghe thấy ghét thiệt. Alo. Ai vậy? Lộn số. Nó nói nhiều quá nè. Nó nói nhiều quá là bị trời đánh đó nè. Trời đánh mày á? Chứ mày làm gì vậy? Điện thoại tao rung. Mày chỉnh với tao hả? Alo. Cái thằng chăn trâu kia. Dạ. Tao không có chọc mày nghe mày. Ủa tao chọc mày nào? Hồi nãy điện thoại tao là gọi lộn số thiệt à. Còn cái này người ta kêu trúng số tao thiệt à. Mày chăn trâu kêu mày làm gì? Nó kêu dễ chăn trâu không có ai gọi à. Ờ. Xin lỗi mày, người ta cũng gọi tao, tao hẹn đàng hoàng à. Hẹn làm gì? Đi chăn trâu. Trời ơi xin lỗi mày à, nhờ cái phone này cho ông coi là mất biết bao nhiêu mối luôn à. Giỡn với tao hả? Mày đặt chăn trâu, mày đặt xài phone di động luôn nữa. Ờ, miễn sao tao có thôi mày. Nói được. Gì mày? Nó đúng. Alo. Trời ơi. Mày xài cái phone này một tháng nữa mày không chết tao còn mày liền á. Rồi mày nó rung không thôi, vậy là nó gãy mẹ nó xương rồi. Dạ, không có, không có. Đang nói chuyện viên bạc kìa. Dạ tía, dạ. Tía nói sao? Miếng đất để dành cho ông tía bán luôn rồi. Rồi mai mốt tía chết là chôn đâu? Ơ không cần chôn hả, tiền nhiều quá rồi lấy tiền đốt thiêu vậy đó hả? À, vậy cũng được, nhưng mà con chăn trâu quen rồi. Bán hết đất rồi, giờ đất đâu chăn trâu. Mua bẹt dê dẫn đi chơi thôi hả? Vậy được rồi, dạ cảm ơn tía. Ý trời ơi, giờ tự nhiên anh cũng thành người giàu luôn hả? Không có, dạ mới bán được viên đất có mấy trăm tỷ rồi à. Thằng này chăn trâu mày đặt chảnh với tao hả? Đúng có vậy thôi cũng bà đặt. Còn ai kia mày vậy? Tao không biết nữa. À má hả? Sao má? Chở vô bệnh viện hết rồi. Hả? Ai bị bệnh vậy anh? Mấy con cọp anh nuôi nhà. Sao nó bệnh gì? Không bệnh gì trơn hả? Làm gì? Niền răng. Nhiêu? 1.2 tỷ hả? Má trả nó 1.5 tỷ luôn đi. Cho nó xúc miệng cho mấy con cọp con sạch sẽ thơm tho luôn nha. À rồi cảm ơn má, cảm ơn, cảm ơn. Trời ơi, nhà anh kia nuôi chó bẹt ri, nhà anh nuôi cọp. À. Anh nuôi cọp sao em dám tới? Không sao đâu, mấy cọp nhà anh hiền lắm. Nó không có cắn người ta đâu. Vậy cắn gì? Nó cắn chó bẹt ri không à. Chắc về đổi phone quá à. Alo. Trời ơi, kêu gì kêu hoài à. Trời ơi, tôi hồi chút xíu banh chành mẹ hết trơn giờ. Ủa, tía hả? Sao tía nói sao? Mấy tấn mía nó ăn hết rồi hả? Thằng mua này mía khùng nữa. Thằng này khùng nè, có tiền biết làm gì. Mua mía, mua mấy tấn mía. Vậy dòng họ mày ăn cái lòi bán hồng ra làm chi? Dòng họ mày ăn á, ai nói mày tao mua mía để ăn? Vậy để làm gì anh? Dồi ăn. Ba mới mua nuôi mấy con dôi chơi vậy đó. Ra mua liền hả tía? Mấy tấn đâu phải không? Dạ được, dạ rồi. Trời ơi, nhà anh nuôi voi sao em dám tới? Voi có gì đâu mà sợ. Ôi, em sợ voi lắm. Sao? Nhất là cái dòi con voi á. Trời ơi, con voi có dòi mà làm gì sợ, cái dòi nó mới sợ á. Nhưng mà anh ơi, anh nuôi voi chi vậy anh? Để canh chừng sợ mấy con cọp nó lợi phá mấy con chó của anh. Thằng này mày có tiền mày không biết chơi. Trời ơi, có tiền là phải biết chơi, ai đi mua voi. Nè mày nghe tao chơi nè, có tiền nè, tao mua cái này mày hết hồn luôn. Hả, mua gì anh, mua hộp xoàn cho em hả? Ngon hộp xoàn nó gần nghe đi, chờ đi. Alo.
Dạ có anh Rắc ở nhà không à? Rồi, thằng này điên nặng hơn tôi nữa. Hết chuyện rồi, ở Việt Nam kêu qua Iraq nói chuyện cho tốn tiền thấy bụ nội chơi nè. Tao kêu Iraq nào mày? Cái này nói Rắc nào? Tao kêu qua bên Pháp. Pháp gì có thằng Rắc? Chắc xe Rắc lên. Chắc xe Rắc là ai anh? Tổng thống Pháp á. Anh Rắc, anh Rắc. À sao lúc này khỏe không Rắc? Biểu tình quá hả? Không sao, từ từ à. Sao? Nhận được tiền của em rồi hả? Vậy gửi qua cho em chưa? Đang tháo hả? Gửi lẹ lẹ nghe, em chờ á. Dạ 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 rồi rồi em chờ, cảm ơn anh. Dạ bye bye. Gửi gì anh? Cái tháp Eiffel. Gửi tháp Eiffel ra qua cho nó qua nó treo cổ nó nè. Treo cổ mày á. Tao gửi tháp Eiffel qua cho khỉ leo chơi gì được không mày? Trời ơi, thằng này khùng rồi. Tự có tiền làm gì mua tháp Eiffel qua toàn sắt với đá không à. Mày muốn chảnh với tao hả? Coi tao chảnh nè con. Bấm số nước ngoài nhiều chợ nhiều số lắm. Alo, cho nói chuyện với Đào đi. Thằng này mới khùng nè, tự nhiên có tiền biết làm gì. Mày mướn Hồng Đào Quang Minh lại diễn hài cho mày coi phải không? Trời có ơi. Tiền đi mướn Hồng Đào Quang Minh, có tiền tao mướn Dân Sơn Bảo Liêm diễn con đã hơn à. Vậy chứ Đào nào vậy anh? Hồ Cẩm Đào. Hồ Cẩm Đào là nào nghe quen hả? Chủ tịch Trung Quốc á. Alo, dạ anh Đào, dạ em, dạ. Dạ sao anh? Ba em gửi vàng anh phơi với vàng Lý Trường Thành khô chưa? Khô rồi hả? Khô rồi dán dán qua bên để ta đi chơi vàng vàng Lý Trường Thành ta đạp dẹp hết nha. Rồi khô rồi ba em gửi khác qua phơi tí. Dạ rồi. Vàng mà nó đi phơi à. Vàng này chắc ném gì vàng mã quá. Đợi mày chết rồi bắt đầu đốt cho mày phải không? Mày chết đi. Mày đừng thiêu bằng củi. Hôi thối lắm. Tao lấy vàng tao đốt cho khỏi hôi. Trời ơi, hả? Tao kêu cái này mày hết hồn luôn nè. Mày muốn kêu tao kêu còn dữ hơn. Tao kêu cho mày nghe nè. Nè, muốn kêu phải không? Để tao kêu mày nghe. Thôi, được rồi. Xí, tới phiên em kêu. Ủa, em cũng kêu nữa hả? Sao? Anh kêu, em kêu cũng được vậy. Rồi, để cho cô Lành kêu đi. Hello. Dạ. Dạ, thưa chị, cho em gặp anh Đinh. Ủa, Việt Nam mà có thằng nào tên Đinh không? Dạ. Chờ chút hả chị? Ôi chị cứ nói với anh Đinh là em là bạn gái cũ của anh Đinh gọi lại. À kêu két cái gì? Ờ tưởng chờ gì. Chờ chút hả chị? Dạ được em. Ê, chờ ê, nè mà nhưng mà thằng Đinh nào vậy? Bin Laden. Trời ơi con mẹ này nó chơi cái chùm khủng bố rồi nè. Hello anh Đinh hả? Trời em nhớ anh muốn chết nhờ. Dạ em khỏe, anh khỏe không? Em đang làm gì hả? Em đang đứng nói chuyện với lại hai anh. Một anh á là bạn của chủ tịch Trung Quốc, còn một anh là bạn của tổng thống Pháp. Anh biết hai ảnh không? Biết hả? Ừ. Vậy gửi qua cho em 2 tấn nha. Tấn gì vậy? Bom.